Ờ, sư cho con hỏi có một số bản dịch bài kinh Bốn niệm xứ là Bốn niệm xứ là, là con đường duy nhất. Bốn niệm xứ là con đường độc đạo, Bốn niệm xứ là con đường độc lộ. Ờ, vậy bản dịch nào là đúng hả sư? Và con nên phải hiểu con đường độc đạo hay độc lộ theo ý nghĩa nào? Có phải là con đường duy nhất bắt buộc phải đi qua chứ không còn là con đường nào khác nữa không? ở đây chúng ta có trung um, giải mà ngài chánh thân ngài có dịch Đây. Con đường độc đạo hiểu theo nghĩa con đường chỉ, chỉ có một lối duy nhất, không rẽ thành hai nhánh, không hiểu theo nghĩa con đường duy nhất, con đường độc nhất. Đây là cái bản chú giải Bali của Nít Đê Xá ở dưới ha. E ca na e ca ga na mắc go ti <laughs> e ca go ai go tha Vù tô tiết one đất ở đây là trong cái đại diễn giải do ngài Chánh thân ngày dịch à, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta đọc kinh chúng ta cần thêm cái chu giải để chúng ta định nghĩa hiểu chính xác cái ý nghĩa của cái đoạn kinh thành ừ. ra Tứ niệm xứ ở đây được hiểu là con đường độc đạo độc đạo và độc lộ nó là một đạo và lộ là một ừ. con đường độc đạo tức là sao con đường nó đi thẳng đến niết bàn nó đi thẳng đến giác ngộ chứ nó không rẻ làm hai nhánh à, tức là nếu như chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì con đường tứ niệm xứ này là con đường chỉ thẳng đến giải thoát giác ngộ chứ nó không có rẻ đi chỗ này rẻ chỗ kia à, đây là ý nghĩa của cái đoạn kinh này chứ chúng ta không thể hiểu đây là con đường duy nhất tức là ngoài con đường này ra thì không còn con đường nào khác hiểu như vậy thì chúng ta sẽ hiểu lệch đi và trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ bó hẹp lại cái con đường tu tập giác ngộ của chính bản thân mình tại sao nếu như chúng ta hiểu tứ niệm xứ là con đường không có ngã rẽ thì tức là chúng ta chỉ thực hành đi đến một mạch đi đến giác ngộ giải thoát là xong còn nếu như chúng ta hiểu đây là con đường duy nhất không có con đường nào khác thì không lẽ bây giờ tứ chánh cần tướng nghĩa túc ngũ căng ngũ lực thất giác chi mình loại nó ra tại vì nó không phải tứ niệm xứ và tứ niệm xứ là con đường duy nhất cho nên là mình loại những phương pháp ngoài tứ niệm xứ ra rồi như vậy chúng ta sẽ trực tiếp mâu thuẫn với lời dạy của đức thế tôn đó là gì đức thế tôn dạy đó. này các tỳ kheo đối với một người mà hiểu được ý nghĩa của bố thí nhiều như như lai hiểu thì ngay cả miếng ăn cuối cùng của mình họ cũng không nỡ ăn nếu như có chúng sanh cần đến và tâm tham không thể trú ngụ được trong tâm của vị ấy và có một ở đây có một pháp mà như lai đảm bảo cho vị ấy quả vị bất lai một pháp đó là gì đó là vô tham nghĩa là nếu như chúng ta thực hành cái pháp bố thí đúng như lời đề nghị của Đức Thế Tôn và hiểu đúng như Ngài hiểu thì quả vị Anaham Đức Thế Tôn là người đảm bảo cho vị ấy sẽ chứng được quả vị Anaham và xin thưa cái việc mà mình bố thí thì nó quý vị thấy đó nó và cái tứ điểm xứ mình nếu mà mình nhìn theo cách thông thường thì hình như đây là hai con đường đúng không? đấy và nếu như vậy thì mình sẽ trực tiếp mình mâu thuẫn với lời dạy của đức thế tôn. ha. À, cho nên chúng ta nên hiểu rằng đây là con đường độc nhất tức đây là con đường độc đạo tức là con đường không có ngã rẽ thì như vậy đó à, chúng ta sẽ thực hành một cách thoải mái và nếu như mà những vị khác mà các vị đó không thực hành tứ niệm xứ mà các vị đó thực hành những phương pháp khác như bố thí chẳng hạn thì mình cũng không đến mức là mình mâu thuẫn với họ